Tại diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ cho rằng việc Việt Nam-Hoa Kỳ thống nhất được công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư thực sự trở thành trụ cột mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là bước ngoặt mạnh mẽ và cơ hội lớn để doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhắc lại quá trình triển khai quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, nhấn mạnh về ý nghĩa quan trọng của việc hai nước đã nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là nỗ lực rất lớn của lãnh đạo và nhân dân hai nước, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp. Sau khi thông tin về các yếu tố nền tảng, những quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển của Việt Nam, Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ góp phần hiện thực hóa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện để có lợi cho hai đất nước và nhân dân hai nước. Đúng như tinh thần trong tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo là Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và tự cường. Với tinh thần chân thành, tin cậy, hiệu quả, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như thương mại, dịch vụ, những lĩnh vực là xu thế của thời đại như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là công nghệ số và chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Thủ tướng cũng đề nghị doanh nghiệp hai nước ưu tiên đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như hàng nông sản, dệt may, da giày, hàng điện tử, góp phần tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. Thì mong muốn là những cái người khỏe thì giúp cái người yếu, những cái người trẻ thì giúp cho người già, những cái người giàu có thì giúp cho cái người thu nhập thấp. Thì nhân đây tôi nhờ các cấp chính quyền của Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ với lại những người mà còn đang e ngại, những người còn băn khoăn về tình hình Việt Nam, thì hãy mở lòng, hãy đến với Việt Nam, chăm nghe không bằng một thấy, nhìn thấy sự thật, nhìn thấy cái sự phát triển của Việt Nam. Cuối cùng thì chúng tôi lại có một cái lời kêu gọi nữa là hãy đến Việt Nam đầu tư kinh doanh đúng luật pháp, hiệu quả, mang lại cái thịnh vượng, giàu có, hùng mạnh cho hai đất nước, cho hai dân tộc chúng ta. Đó là cái hành động thiết thực để hiện thực hóa cái quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hoa Kỳ. Và cái đó là cái mà tốt nhất để hàn gắn vết thương, gác lại quá khứ, hướng đến tương lai. Nhân dịp này, Thủ tướng và các đại biểu đã chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa các tập đoàn doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực dược phẩm, nghiên cứu đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, xây dựng trung tâm dữ liệu và thành phố thông minh. Trước đó, tại buổi ăn sáng và làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Kiều tiêu biểu, Thủ tướng đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp Việt Kiều ở nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ, ngày càng đóng góp vào sự phát triển của kinh tế Việt Nam. Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Việt Kiều tận dụng tối đa cơ hội lớn từ việc hai nước xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, quan tâm hơn nữa tới thị trường Việt Nam và hợp tác với các doanh nghiệp trong nước, là cầu nối giúp Việt Nam tham gia sâu rộng hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, đồng thời tạo môi trường thuận lợi hơn nữa để các doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ hai nước.